thiền cơ điện tập 46 Chuyện này đã đủ cho hắn nghi ngờ rồi Nhưng hắn không làm gì cả Tuy bây giờ Ninh Giả còn là một tu sĩ cảnh giới hoa luân Nhưng thanh danh không hề nhỏ Còn giao hảo với phòng đông đâm, đâm và quân bất lạc Sau ngày hôm đó Tây Phong Tử bị thương Bị tụt lùi tu vi Không còn huy hoàng ngày trước Ngay cả chức vị điện chủ Bạch Điện Cũng bị người khác để ý đến Trong đó có quân bất lạc Thái âm bồn đề xuất thuê đồng phòng quan nên quân bất lạc trực tiếp tuyên bố trừ phi ông đây trở thành điện chủ bạch điện không thì tuyệt đối không dường ra đông phong quan đây là uy hiếp rất lớn đối với tây phong tử mọi chuyện cũng ngừng lại ở đây trong tình huống này tạm thời tây phong tử sẽ không tới triều chọc ninh giả mà không ép hắn tức điền lên tới bày mưu tính kế cho quân bất lạc âm mưu đoạt lấy chức điện chủ bạch điện thì viên to chức điện chủ bạch điện không chỉ đại biểu cho quyền lực mà còn có tài nguyên Tề Phong Tử càng muốn khôi phục tu vi thì càng cần vị trí này. Có thể nói bây giờ thứ giúp cho Ninh Dạ sừng hùng sừng bá không phải là thực lực của Y mà là đầu óc của Y. Đây cũng là điều mà Ninh Dạ muốn. Y muốn để cho người khác coi trọng bản thân nhưng cũng muốn người khác xem nhẹ bản thân mình. Cho nên đây là lựa chọn tốt nhất. Coi nhẹ thực lực của bản thân nhưng để coi trọng sức ảnh hưởng của bản thân. Bây giờ trong Hắc Bạch Thần Cung đương nhiên địa vị của ninh dạ đã tăng cường. Mặt khác tần tiểu diệp và thanh đâm cũng khác xa khi xưa. Tại vân tuyệt cổ địa, tần tiểu diệp mượn tài nguyên của triệu long quang, vân tuyệt môn và mộc côi tông, tù vị cũng tiến bộ nhanh chóng, nơi ngộ đạo cần chứng minh giá trị của bản thân, lại không muốn dùng trên người của thái âm môn, vì vậy thi thoảng mộc côi tông lại cho tần tiểu diệp một chút lợi ích. Dù chuyện này để cho thấy đây là bảo địa. Các người xem đi, Tân tiểu diệp là nhà của các ngươi, đã sắp lên tới hoạt luân đỉnh phong rồi kia. Còn về phía thanh lâm, hắn trở thành đệ tử quan môn của trưởng giáo hạo thiên môn, địa vị cao tới mức có một không hai. Tương tự người không khiến đình giả thất vọng còn có cố điều tiêu và thư vũ ninh. Thời gian trước cố tiêu tiêu đã đưa tin cô chính thức vào vạn hoa đường. Vạn hoa đường được chuẩn bị cho môn hạ đệ tử xuất sắc của vạn hoa cốc, không nhìn sư môn chỉ xem thiên phú. cô tiêu tiêu có thể vào đó đã chứng minh sự xuất sắc của bản thân. Còn về thư vô ninh, cô bé đã từ từ khống chế vân tuyệt môn. Tuy thực lực của cô bé này khá bình thường, nhưng tâm trí hơn người, lại được ninh giả chỉ điểm cho, tập trung vào đệ tử hạ tầng của vân tuyệt môn. Hay là người vân tuyệt môn không liên quan tới một khôi tông, tám chín phần mười đã trở thành tâm phúc của cô ấy. Nghe nói, ngay cả cố phong hiên cũng có lúc nghe lời của thư vô ninh. Nhưng ninh giả biết, chỉ dựa vào thư vô ninh thì chưa thể làm được như vậy. cố Phong hiên cũng là người có nhãn lực, tám thành vẫn là vì mình. Nói chung, mọi việc đều tốt đẹp, trừ một thứ. Chỉ vẫn ngừng nói, ta nghe được một tin không rõ thực hư thế nào. Là tin tức gì? Hình như công tôn điệp xảy ra chuyện rồi. Tin tức tới từ bên công tôn giả. Theo lời của hắn, sau khi biết chuyện nơi ngộ đạo thành tuyển, thì công tôn điệp vẫn không muốn tới đó. Nhưng cuối cùng, cũng vẫn nghe theo lời kiến nghị của ninh giả đầu tiên là tu luyện tăng cường cho bản thân ngoan ngoãn được ba năm thì công tôn điệp lại không nhịn nổi nữa giục công tôn dạ đi cùng cô lượn sang bên cực chiến đảo dù sao công tôn dạ cũng rảnh rỗi bèn đi cùng cô ta hai người tới thanh tuyển cốc phát hiện đúng là nơi này khá huyền ảo nhưng khổ nỗi không tìm được cửa vào vì vậy bọn họ đi dạo xung quanh một phen nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thu hoạch gì lớn ba tháng trước công tôn dạ công tôn điệp lấy thử tiến vào nơi ngộ đạo thành tuyển cốc, suốt cuộc cũng có thu hoạch. Bọn họ bị một con yêu thú cường đại trùy sát, ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó thì sao? Ninh giả hỏi. Chỉ vẫn ngưng trả lời. Công tôn giả và công tôn điệp lạc nhau. Vốn dĩ hai người hẹn sẵn địa điểm gặp mặt, nhưng công tôn giả đến nơi, đợi cô ấy hơn một tháng mà không thấy người đâu. Sau đó, hắn đưa tin cho nàng à, bảo ta tới cứu người sao? Ninh giả rất bất đắc dĩ, hai tên này đúng là biết gầy chuyện đấy. Lần trước công tôn giả gặp nạn, lần này tới phiên công tôn điệp. Ninh giả dạ không nói thêm gì nữa, đi triển vấn thiên thuật, suy tính tình trạng gần đây của công tôn điệp. Tính tính toán toán có một lần, nhưng đã phát hiện không đúng. Ninh giả dạ cao may, công tôn điệp gặp phiền toái lớn rồi. Không phải cô ấy bị người ta bắt rồi chứ, Chị vẫn ngưng hơi căng thẳng. Cái này thì không, nhưng hình như bị nhốt ở đâu đó rồi. Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng nhìn nhau, cùng bật tốt lên, nơi ngộ đạo thành tuyển cốc ư. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn nhà đầu này tìm ra manh mối gì đó, cuối cùng đã đi vào trong, kết quả là vào được mà không ra được. Ta phục cô ta rồi đấy, đúng là loại bẩm sinh gây chuyện mà. Ninh Giả cũng rất bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Này, chắc không mặc kệ cô ấy đây chứ. Trì Vãn Ngưng lo lắng nói. Ninh Giả kinh ngạc, ơ, ờ, nàng có quan tâm tới cô ấy hơn cả ta, muốn thêm muội bụi, bụi phải không? Cương mặt của trì vãn Ngừng đỏ ửng lên. Chàng không muốn thì không đi được à? Mình ta cười ha hả Chưa nói tới chuyện nâng cổ đạo thật giả ra sao. Nếu đã có huyền cơ thì có không ít lợi lộc. Đằng nào thì gần đây ta tiêu hóa thu hoạch tài nguyên bị tiêu hụt gần hết rồi. Nếu mò được thêm chút lợi lộc bổ sung vào thì càng tốt. Trì vãn Ngừng đá cho y một cái. Anh hùng cứu mỹ nhân thì anh hùng cứu mỹ nhân. Con trai vẻ ích kỷ này ninh giả véo má của cô ken thì ken con trai mèo đạo mạo làm gì anh cười nhìn nhau cùng cười rộ lên khác với lần trước lần này là việc tư vì vậy ninh giả và chỉ vãn ngưng định cùng đi với nhau nhưng do có nguyên cực thần quang ninh giả khó có lòng ra ngoài buộc phải về, về cửu cung sơn xin chỉ thị một phen tại cửu cung sơn thiền nguyên phòng, đồng phủ của phong đông lâm ninh giả thành thật đứng bên dưới người muốn tới liệt châu sao Hồng Đồng Đầm khá ngạc nhiên. Thưa vâng, dù lệch cả, à, Ninh dạ trả lời. Giả dạ thừa thời gian vừa qua, Ninh Giả dạ đã tiêu hết tài nguyên mà mình kiếm được, tốc độ tiến bộ trì trệ, cho nên muốn ra ngoài kiếm chút cơ duyên mới. Bên tiến bộ như vậy đã là rất nhanh rồi, nhanh tới mức ngay cả ta cũng thấy kinh ngạc đấy. Chuyên huyền cơ quan và Xương nguyệt phường giúp cho Ninh dạ được lợi không nhỏ. Cái này thì không sao, vấn đề là sao không tới Vân Châu, Hàn Châu Nơi đó tốt xấu gì cũng là đồng minh của chúng ta Đi lại ở đó cũng an toàn hơn Ninh giả mỉm cười hỏi ngược lại Có thật là an toàn không à Chuyện này Phòng đồng đầm ngớ người Nói lại thì đồng vôn còn đấu đá Nó chỉ tới đồng minh Nếu nói thật sự an toàn thì chữa chắc thiên Điệt Châu thì an toàn ư Ít nhất đối với đệ tử là an toàn Người Điệt Châu làm việc thẳng thắn Dễ xử lý đi. Ninh giả mỉm cười nói Phòng đồng đầm đã hiểu ý của y lời này là ám chỉ người liệt chồng ngốc nghếch dễ dụ. Cũng đúng thôi, thằng nhãi này chuyên dùng đầu óc. Đối với hắn mà nói, người ở đâu càng ngu ngốc thì y càng an toàn. Nhưng người không nghĩ như vậy là đủ đấy chứ. Phòng đồng lâm lại nói, con người ở Liệt Châu tính cách hùng hãn cũng là tú tài gặp binh lính, có lý cũng chẳng giảng được, chưa chắc đầu óc người đã dùng được đâu. Thân hình của Ninh Giả dạ lóe lên, xuất hiện ở một đằng khác. Nghiên cứu quyền cực thần quang đang ngộ ra được một chút. Đối mặt với phòng đồng lâm, Ninh giả không thể không dùng một chút thủ đoạn. Quang độ nà. Ánh mắt của phòng đồng lâm lấp lóe, khoảng cách hơi ngắn. Phù lục gia trì, thần quang bảo hộ. Ninh giả nói. Nói như vậy, ngươi còn muốn mang theo nguyên cực thần quang sao? Phí lời, không thì việc gì ta phải báo với người chứ. Ninh giả mỉm cười nói. Còn cả văn ngưng, phòng vũ tiêu tương kiếm cũng là trợ lực cho cô ấy. Bây giờ chiến lực còn mạnh hơn cả đệ tử phòng đồng lâm hử lạnh hai món thần vật e là không phải trợ lực ngược lại còn là mối họa đấy thay đổi hình dạng hành động kín tiếng ninh giả trả lời thế đi rồi khi nào về ngắn thì nửa năm lâu thì một năm phòng đồng lâm im lặng không nói gì nếu ninh giả đưa đề xuất khi mới nhận được nguyên cực thần quang hắn chắc chắn không đồng ý nhưng mấy năm nay ninh giả luôn an phận hoàn thành chức trách làm việc chu đáo khu vực nam thủy được y cai quản phát triển không tệ thực lực còn tiến bộ thần tốc. Chỉ vẫn ngưng và y, có hai món thần vật trên tay. Có lẽ cảnh giới vạn pháp bình thường cũng không thể làm được gì bọn họ. Còn cảnh giới vô cấu, số lượng vô cấu chỉ có hạn, chắc không tới mức tùy tiện gặp phải đâu. Vì vậy, lúc này cuối cùng hắn vẫn quyết định tin tưởng ninh giả rồi nói. Cũng được, nhưng phải bố trí định quang cấm. Ninh giả đáp, đương nhiên rồi. Bây giờ Phong Đông Lâm còn chưa biết Ninh Dạ đã có phương pháp phá giải định quang cấm từ lâu chỉ cảm thấy có cấm pháp này thì ninh giả dạ mới ở đâu thì hắn cũng biết hắn không định trùy sát chẳng qua phản nhất ninh giả dạ mà gặp nguy thì hắc bạch thần cung cũng có thể ứng cứu kịp thời mặt khác muốn rời khỏi sự môn cũng phải có danh nghĩa gì đó vừa hai chỗ ta đã có một chuyện khó khăn ở liệt châu không tìm được ai thích hợp để làm việc Người nhận chuyện này khó khăn xử lý luôn đi xin điện chủ cứ nói phòng đồng lâm vẫy tay một cái một bức thư đã hạ xuống tay của Ninh Dạ. Ninh Dạ xem xét cẩn thận, sau đó lại vui vẻ. Hóa ra, trước đây không lâu Trấn Bắc Vương tử liệt thể hiện thần uy, đánh bại Trấn Nam Vương trong trận quyết đấu, nghiêm nhiên trở thành người đứng thứ hai trong ngũ vương của cực chiến đạo. Chỉ đứng sau trung ương chiến vương, căn cứ theo tin tức mà Hắc Bạch Thần Cung thu thập được, lý do là vì hình như từ điệt tu luyện thành công một loại thần thông nào đó, khiến cho hám sơn quyền bỏ qua tiên pháp hậu thân, uy lực được tăng cường. Hắc Bạch Thần Cung muốn biết bí mật thần công mà từ liệt tu luyện, vì vậy đưa ra nhiệm vụ này, xem nó có liên quan gì tới giao dịch với chấp tử thành 6 năm trước hay không. Bọn họ không biết, chứ Ninh Giả thì biết, còn phải hỏi, đương nhiên là La Hầu. Tốt lắm, nhiệm vụ này rất tốt. Ninh Giả nhận nhiệm vụ nghiêm túc nói, nhất định không phụ sự kỳ vọng của phòng điện chủ. Tại Vân Tuyệt Cổ Địa, Cực Đạo Cung, Thư Vô Ninh đang vẽ phủ chú trong phòng, rõ ràng đó là một tấm phủ chú ngũ phẩm. Thời gian 5 năm đã đạt tới trình độ chế tạo phù lục ngũ phẩm. Quả nhiên thiên phú của thư Vô Ninh trong đảo này rất cao. Lúc này vẽ xong tấm phủ Thư Vô Ninh đang tự kiểm tra khiếm khuyết. Đột nhiên một luồng hỏa phù bay tới. Thư Vô Ninh giơ tay bắt lấy, liếc mắt nhìn xem, lập tức mặt mày hớn hở. Thư Lang, cô gọi. Thư Lang bước vào. Lúc này Thư Lang là cao thủ hoa luân trung kỳ. Thu dọn một chút, thông báo cho tần cô nương chuẩn bị ra ngoài cùng ta. Đi đâu? Thư Lang hỏi. Tới Liệt Châu. Ở phía mắng Liệt Châu, Thiên Mã Quận. Thiên Mã Quận có địa hình bằng phẳng, bốn phía là hoang mạc, có nhiều cây cỏ, còn có huyết để Thiên Mã, có thể cưỡi gió đạp mây, bước trên không trung tốc độ nhanh như điện, âm thanh gầm như sấm. Liệt Châu mạnh ở cơ thể. Tiền pháp bình thường, chỉ đạt tới cảnh giới hòa luân, năng lực vi hành cực kỳ kém, cho nên nhiều người cưỡi ngựa đi đường. Thậm chí vì vậy, cực chiến đảo còn bố trí một nhánh kỵ binh tù sĩ. Tất cả đều là những người chiến lực cường đại mà năng lực di chuyển kém. Kỵ binh tù sĩ tiền hạ cửu châu, mà môn phái này chắc chắn chẳng còn nơi nào có. Thậm chí có nhiều tiền bồn lấy chuyện này ra để chế nhạo liệt châu. Đã tới cảnh rơi vạn pháp rồi mà bay còn không nhanh bằng ngựa. Khi chế nhạo thì chế nhạo, nhưng huyết đệ thiên mã, đội của liệt châu đúng là một đội ngũ có thực lực cường đại nếu số lượng đầy đủ thì Hoa Luân cũng dám đối với phổ cấu. Thanh Tuyền Cốc nằm ở Tứ Hà Bình Nguyên, Thiền Mã Quận. Phi hành xuất dọc đường, chứng kiến xa xa là một ngọn núi lớn nằm trên Bình Nguyên. Dưới núi là một con sông lớn, nước sông sương khói mịt mờ bao phủ phân nửa ngọn núi trong hơi nước. Chỉ còn hơi núi sừng sững trong mây. Từ xa nhìn lại, không khác gì ngọn tiên sơn trên không trung. Đây chính là vạn tuyển sơn và vân thủy hà vạn tuyền sơn là một trong những ngọn núi lớn hiếm có của thiên mã quận còn vân thủy hà là một con sông lớn chảy qua bảy quận lớn bốn đại bình nguyên của liệt châu nước sông chảy qua tứ hà bình nguyên bị địa mạch làm cho ảnh hưởng nước sông bốc hơi như sương mù tụ lên trên dãy núi rồi ngưng tụ thành nước chảy xuống kết cho vạn tuyền sơn quanh năm có nước chảy hàng vạn dòng suối nhỏ do đó mang tên là vạn tuyền vạn tuyền sơn vốn có một môn phái do được đặt ở vị trí này nên cũng mang tên là vạn tuyển môn. 800 năm trước đây, nơi đây bị thiên mã Sơn Trang tiêu diệt. Thiên mã Sơn Trang là môn phái lớn nhất tứ Hà Bình Nguyên, chủ yếu buôn bán huyết để thiên mã tinh anh. Buôn phần bởi huyết để thiên mã trong Liệt Châu là do họ quản lý. Trong đó, huyết mã cao cấp nhất bị bọn họ lũng đoạn hoàn toàn. Vì vậy vạn tuyển Sơn thuộc về thiên mã Sơn Trang. Nhưng thiên mã Sơn Trang chưa bao giờ thật sự để ý tới vạn tuyển Sơn bọn họ chỉ để ý tới nước suối vô tận cỏ xanh mênh mông và khoảng trời rộng lớn để chăn ngựa mãi tới khi nơi ngộ đạo này xuất hiện khi ninh giả và chị vạn ngưng đi tới thanh tuyển cốc vạn tuyển sơn đã thấy bên ngoài thung lũng có hàng loạt tu sĩ đang đứng vây quanh phu quân xem ra tin tức này đã lan truyền ra rồi Trì vạn ngưng cười nói ninh giả nhíu mày Cầm ngón tay búng một cái một luồng hỏa phù lưu quang bắn đi một lát sau bên phía dưới có một người bay tới, chính là công tôn giả. Ninh công tử. Thấy ninh giả xuất hiện, công tôn giả khách khí nói, đâu còn uy phong ngày trước nữa. Sao bên dưới có nhiều người như vậy? Ninh giả lại hỏi, người làm ra sao? Công tôn giả bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng xua tay. Người bảo ta đừng làm gì chứ, sao ta dám gây chuyện nào? Không biết những người này nhận được tin tức từ đâu, nói là thanh tuyển cốc có vùng đất bí ẩn, xuất hiện huyết tuyển chi. Mùng 3 tháng 3 rồng hút nước là thời cơ để linh trì xuất thế cho nên mọi người đều chạy tới xem tháng ba hàng năm ở vân thủy hà lại có dị tượng rồng hút nước trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh cự long tạo thế rồng hút nước sau đó là mây nước như bị lốc xoáy hút thẳng tới chân trời nhưng trưởng thanh giới không lạ gì với lốc xoáy như vậy rồng hút nước cũng không liên quan gì tới lốc xoáy chẳng qua là một loại dị tượng của đất trời nhưng mãi vẫn không tìm ra đáp án bây giờ không biết tin tức ở đâu, lại nói ngày rồng hút nước là lúc vùng đất quý báu đó mở cửa. Người hữu duyên là có thể đi vào tìm bảo vật. Bây giờ chỉ có 5 ngày là tới ngày rồng hút nước rồi. Nghe công tôn giả nói không phải mình lan tin, ninh giả cũng lấy làm lạ. Vì sao những chuyện này lại trùng hợp như vậy, đúng lúc mình chạy tới thì tin tức cũng tới. Y cũng không vội vàng, trực tiếp dùng vấn thiên thuật và côn đồn kính, bắt đầu suy tính. Chỉ trong lát sau đã có kết quả, kinh ngạc nói, lời đồn không phải là giả. Cái gì? Cổng tồn giả cùng trị vãn ngưng cùng nhìn y. Ninh giả gật đầu nói, đúng, biết cảnh mở cửa vào ngày rồng hút nước. Trị vãn ngưng biết ninh giả nhận được truyền thừa của thiên tinh môn, huyền cơ quan và thiên cơ môn, không công kích tình thông trận pháp cơ quan, để thêm vấn thiên thuật suy tính. Kết luận mà y nhận được chắc chắn không sai. Không ngờ lại không phải là lời đồn. Công tôn giả cũng cao mày. Thế thì có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành, lại có tin đồn? Lục trước, người vào công tôn điệp không nói tin này cho ai đấy chứ? Linh giả hỏi. Công tôn giả lắc đầu đáp. Sao lại nói ra được, tin tức quan trọng đến vậy cơ mà? Linh giả gật đầu nói. Vậy chỉ có một cách giải thích thôi. Công tôn giả hiểu ra nói. Ý người là công tôn điệp à? Chẳng lẽ cô ấy truyền tin ra? Nhưng cô ấy làm thế nào? Cái này thì phải vào gặp cô ấy mới biết được. Ninh giả cũng thân cảm tự nhủ. Thần bị nhốt trong bí cảnh, không thể thoát ly, nhưng vẫn có thể truyền tin ra ngoài. Đúng là kỳ quái. Sao ta lại thấy tình hình khá quen thuộc nhỉ? Không phải có liên quan tới mảnh vỡ thiên cơ điện đấy chứ? Chị vẫn ngưng cười hỏi. Ninh giả lắc đầu. Không, không liên quan gì tới thiên cơ điện, nhưng hình như có một chút liên quan tới thiên cơ môn. Ninh giả đã chìm vào trầm tư. Nhưng ngờ một lúc, đột nhiên y nha trang cười. Thôi vậy, đằng nào thì cũng phải chờ bọn tiểu diệp vô ninh, như vậy cũng tốt. Buổi sáng của năm ngày sau, hôm nay là ngày rồng hút nước. Đôi vào thung lũng đã đầy những đầu người, dõi mắt nhìn xung quanh thì ít nhất cũng có tới vài trăm tù sĩ đang sốt sáng chờ đợi. Ninh giả đứng trên một tảng đá lớn bên cạnh sườn cốc, phía sau là bọn người công tôn giả, tân tiểu diệp và thư vô ninh. Xa xa, thi thoảng này có một số tù sĩ bay qua, khiến cho càng đông người chờ đợi công tôn giả kiến thức uyển bác không ngừng giới thiệu cho mọi người. Đó là hắc viêm lão nhân, tù vì vạn pháp đỉnh phong, đằng kia là ngân vô song, thiên tài của kim sơn kiếm phái, tuy là tiểu môn phái thôi nhưng thực lực bất phàm, vạn pháp hậu kỳ, đằng kia là lâm quan âm, được gọi là dục nữ, dùng trong dục vọng, ta từng có tình một đêm với cô ấy, cảm giác rất tuyệt vời. Công tôn giả vừa giải thích vừa kể xấu. Chính hắn là vạn pháp đỉnh phong, tầm mắt rất cao, vì vậy giải thích những người có tu vi gần giống hắn, trung kỳ trở xuống thì không cần để ý. Ngoài thanh tuyển cốc là khoảng 500 tu sĩ, cảnh giới vạn pháp chỉ hơn 30, đã đa số là cảnh giới hoa luân, cảnh giới vô cấu thì không có một ai. Vì vậy công tôn giả giải thích rất dễ dàng. Tân Tiểu Diệp lấy làm lạ, sau lần này không có vô cấu nào nhỉ? Mình giả cười nói, sư tỷ nghĩ vô cấu là rau cải trắng, đi đâu cũng thấy được hay sao? Lục trường ninh giả hoàn toàn gặp đại sự, vì vậy vô cấu liên tục xuất hiện. Nhưng thực ra các đại năng từ vô cấu trở lên thường đóng cửa tu hành quanh năm, trừ phi là tài nguyên đỉnh cấp hoặc đại sự gì, mà không rất ít khi ra tay. Lần này tin tức trong thành tuyển cấp có huyết tuyển linh chi. Tuy thứ này rất tốt, nhưng đại năng vô cấu không hàm hố mấy, vì vậy chắc không ai vì chút thu hoạch này mà đi cả ngàn dặm xa xôi đến đây. Từ đó có thể thấy công tồn điệp đưa tin cũng có tầm tư tỉ mỉ cố gắng tránh việc thu hút tài năng đỡ bị lấy đá đập vào chân mình đây cũng là lần đầu tiên linh giả không cần đấu với vô cấu kể từ khi ra ngoài đi lại đến bây giờ do đó tâm trạng của y cũng tốt hơn nhiều cái đám đại năng vô cấu khó hầu gần chết tính toán bao nhiêu lần như vậy y cũng thấy mệt rồi xem ra lần này không cần tính toán nhiều như vậy trong lúc nói chuyện phía xa xa lại có một đám người bay tới người cầm đầu là nữ nhân lưng đèo hai thành loàn đao uy phòng lẫm liệt đằng sau là hàng loạt nam tử cao to trang bị đầy đủ tân thị nguyệt ninh giả hơi ngạc nhiên sao cô ta cũng tới đây tân thị nguyệt vẫn như trước đây mái tóc gọn gàng khí chất kiêu ngạo nhưng không biết vì sao khi thấy cô nàng ninh giả chú ý thấy tần thị nguyệt có tâm sự tuy cô thấy thành tuyển cốc nhưng ánh mắt lơ đãng không phải nhìn sơn cốc mà là nhìn một khoảng trống cô ta có tâm sự gì Linh giả ý thức được nhược điểm này. Thế người quen cũ à? Ánh mắt của chị vãn ngưng cũng ngừng lại trên người Tần Thị Nguyệt một chút. Chẳng qua ta cảm thấy thế giới này rất nhỏ bé. Linh giả thuận viện dùng ảo thuật che giấu đi bản thân. Công tôn giả chỉ vào nam tử trẻ tuổi bên cạnh Tần Thị Nguyệt rồi nói. Đứng bên cạnh Tần Thị Nguyệt là cụ thiếu ba, một trong tứ tú của Thiên Mã Sơn Trang. Nơi này là địa bàn của Thiên Mã Sơn Trang. Người của Thiên Mã Sơn Trang xuất hiện ở đây cũng rất là bình thường. Thiên Mã Sơn Trang có tứ tú, được tôn là nhân vật xuất sắc thế hệ trẻ tuổi. Ngũ Thiêu Ba này chính là một trong số đó. Sau lưng Ngũ Thiêu Ba còn có 12 tù sĩ, tất cả đều là người cơ bắp, lưng đèo búa đớn, trùy nặng, nhìn như là người tướng lĩnh gia trưởng. Bên dưới mỗi người còn có một con huyết đề thiên mã, chân ngựa có rất nhiều hoa văn xanh tam, giống như là từng luồng xét nhỏ nhỏ lấp lé, chính là kinh lùi nổi tiếng nhất thiên mã Sơn Trang. Huyết đề thiên mã có rất nhiều chủng loại, trong đó phân chia rất là tỉ mỉ. Kinh đồi là loại nổi tiếng nhất trong số đó. Nghe nói do thiên mã sơn trang dùng huyết để thiên mã tạp sao với yêu thú sinh thành. Bản thân không thể sinh dục, chỉ có thể thu được bằng cách tạp sao Mà kỹ thuật tạp sao bị thiên mã sơn trang độc chiếm. Trong truyền thuyết, kinh đồi có thể điều khiển lôi điện đạp lên hư không. Mỗi bước chân đều có lôi điện sinh ra. Kết hợp với người cưỡi có thể được lôi điện kinh khủng gia trì. Khi thi triển thì uy lực cực kỳ hùng hồn, tốc độ như âm thanh, tiếng vang như điện, hình dáng như rồng, vì vậy còn được gọi là long mã. Nhưng cái gọi này quá khoa trương, nghi ngờ là tự biển tự diễn. Thiên mã Sơn Trang cũng là một môn phái thuộc hạ của cực chiến đạo. Đi cùng với Tần Thị Nguyệt cũng không có gì là lạ. Nhìn dáng vẻ cúi đầu khom lưng của hắn khi nói chuyện với Tần Thị Nguyệt, có thể thấy được cực kỳ nịnh nọt. Nhưng tâm tư của Tần Thị Nguyệt đang ở nơi khác rất lạnh nhạt với ngũ thiếu ba ánh mắt của ninh giả dạ rơi vào đằng sau tần thị nguyệt đó là một tu sĩ mặc áo nho tay cầm quạt giấy phòng độ người người đứng giữa thế giới đầy kẻ cơ bắp cao to này hắn cùng tần thị nguyệt như lạc giữa bầy gà cực kỳ bắt mắt trong năm người chờ đợi ninh giả dạ và chị vãn ngưng đã đi dạo trong thành thị gần đó do y quá tuấn thú đẹp trai lại thêm khí chất cao quý nên không ít người chú ý thậm chí còn có người thấy y quá đẹp trai nên không ưa định giao huấn y một trận. Đương nhiên cũng bị ninh dạ đánh cho hỏng cả đầu. Con người trước mắt, xét theo tướng mạo thì không bằng ninh dạ, nhưng về khí chất thì không thua gì y. Đứng giữa đám người, nơi hắn nhìn tới, thì đám cao to tiếng tỉnh thổ đỗ còn thích cây sự, có tới đâu thì cũng không dám đối diện. Chuyện này khiến ninh dạ hứng thú hỏi công tôn giả, người kia là ai vậy? Công tôn giả liếc mắt sang cười mà nói, hắn tên là Hạ Văn Thư, trì sự của Trấn Bắc Phủ. Hóa ra là thiểu bất trì sự hạ trì sư. Chỉ vẫn ngừng mỉm cười, cô từng nghe danh của người này rồi. Thật ra trong Trấn Bắc Phủ, trì sự tương đương với chức vụ tham mưu, chuyên bày mưu tính kế cho vườn của họ. Chức vụ của Trần Thị Nguyệt thì cũng là trì sự. Nhưng làm trì sự cho cực chiến đạo đúng là việc khổ sai. Năm người này đầu óc đầy cửa bắp với máu thịt, anh ấy luôn nói ít đọc sách, phải tôn trọng người đọc sách vì vậy muốn nghe thêm ý kiến của người đọc sách bố trí chức vụ trì sự chuyên mời người có học vấn bày mưu tính kế giúp mình nhưng mặt khác nếu những tri sự kia đưa ra ý kiến khiến bọn họ không thích họ sẽ phụ bàn chửi rắm chó tất cả đều là rắm chó sao phải phiền toái như vậy cứ giết tới là được sau đó chịu thiệt thì lại nói hối hận vì không nghe lời tiên sinh coi như là bỏ qua có kẻ không biết xấu hổ thậm chí còn nói ngược lại đều là tại ngươi còn mẹ nó Chính vì lúc trước người không nói rõ ràng, người nó đơn giản một chút, thì ông đây đã nghe theo rồi. Vì vậy, trong các đại phường phủ, chừng trì sự chỉ là tấm bảng hiệu, khi dùng tới thì đối xử với người không tệ, khi không cần thì người chỉ là rác rưởi thôi. Đa số các trì sự đều buồn mã về chủ nhân của mình, nhưng chẳng có cách nào. Hạ Văn Thư nổi tiếng là do hắn là kẻ duy nhất trong số tất cả các trì sự của Trấn Bắc Phủ dám chống đối tử liệt. Hắn là nghĩa tử của tử liệt, Hạ Văn Thư được Từ Liệt nhận nuôi từ bé. Lúc bé nghịch ngợm, thường bị Từ Liệt đánh. Đánh xong còn phải quỷ xuống xin tha, nói một câu. Con con nhỏ không hiểu chuyện, xin nghĩa phụ thứ lỗi. Sau này lớn lên, tuy đọc được nhiều sách, nhưng tính tình vẫn cứng đầu. Thường xuyên chống đối lại Từ Liệt. Từ Liệt vẫn đánh trừ thường, sau đó liên tục quỷ xuống xin tha. Chỉ sự còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin vương thứ lỗi cho. Lâu ngày thành ra cái tên thiếu bất trị sự, hà tri sự, cũng lan truyền ra khắp giang hồ. Vì vậy, tuy dáng vẻ hạ văn thư, hảo hòa phòng nhã, nhưng thực ra là loại người cứng đầu. Theo lời của từ Điệt thì đây mới là tác phong của người trong cực chiến đạo chúng ta nên có. Quả là có phong cách trâu bò. Người đọc sách không thay đổi được ông đây, ông đây thay đổi người đọc sách. Mấy năm không gặp, không ngờ Tần thiên nguyệt đã trở thành phản pháp cảnh. Ngoài ra, Hạ Văn Thư và Ngũ Thiếu Ba cũng đã vạn pháp, tù vi cũng không hề thấp hai vị trì sự của trấn bắc phủ sát tay nhau tới đây quả thật là hiếm thấy không biết có phải ý tứ của từ Liệt hay không lúc này thấy thời gian đã sắp tới chỉ thấy phía xa xa trên vân thủy hà có ảo ảnh vân long như ẩn như hiện tiếp theo dị tượng trên bầu trời là một làn nước bay lên như thác nước chảy ngược đượn thẳng tới bầu trời hóa thành hạt mưa như không rơi xuống mà tạo thành mây khói lan ra xung quanh hóa thành mây mù lượn lở trên bầu trời bao phủ toàn bộ ngọn núi ánh mặt trời chiếu qua mây mù tỏa ra sắc thái mê ly khiến cho mọi người lấp lánh trong ánh sáng sau đó chỉ thấy trong thành tuyển cốc cũng có một ảo cảnh phản chiếu lại cứ như có một hoa viên quay ngược giữa không trung kết hợp với sân cốc đã thành một trên một dưới hình thành một thế đối lập thanh tuyển cốc vốn vẫn mở nhưng sau khi tiến vào chỉ thấy phong cảnh bình thường không có thu hoạch gì nhưng lúc này cảnh tượng trồng hút nước xuất hiện không ngờ thanh tuyển cốc lại có biến hóa. Dường như trong cốc có hai thế giới cùng tồn tại, một thực một hư, hư hư thực thực khó lòng phân biệt. Rất nhiều tu sĩ thấy cảnh tượng này quát lên một tiếng là vào bên trong sơn cốc. Nhưng vào cốc rồi lại phát hiện, cốc vẫn là cốc đó, cảnh vẫn là cảnh xưa. Mình vẫn ở trong sơn cốc bình thường như trước đây, không hề bước vào vườn hoa tươi đẹp như ảo cảnh bên trên. Thế này là sao? Chẳng lẽ chỉ là ảo cảnh sao? mọi người chợt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại thấy ảo cảnh trên không trung đã xuất hiện bóng người có người có người vào được khu vườn kia rồi nhưng sao ta không vào được đám tu sĩ còn đang kinh ngạc có người còn bay lên không trung nhưng cho dù bay ra sao thì ảo cảnh kia chỉ như không khí mềm mông như trăng trong nước như hòa trong gương nhìn thấy nhưng không thể chạm vào chứ đừng nói tới chuyện đi vào trong thế tình hình như vậy linh giả dạ cũng khá là kinh ngạc còn có động thiên khác cửa à? Được lắm, một động thiên phủ địa. Xem ra, chuyến đi lần này không phải về tay không rồi. Thư vô ninh vẻ nói, hình như nơi đó có một không gian khác, phải làm sao mới vào được. Ninh giảm mới cười nói, bởi không gian khác thì yêu cầu quá cao. Động thiên trước mặt còn chưa tới mức đó, chẳng qua là một chướng nhãn pháp nhỏ nhỏ mà thôi. Công tôn giả cũng mỉm cười, động thiên động thiên, nhật động thiên địa sao phải chấp nhất vào cảnh tượng trước mắt chứ? Nói xong đã cuốn một làn xương, cuốn lấy mọi người, chui vào một chỗ nhỏ không đáng chú ý ở cửa thành tuyển cốc. Một khắc sau, sáu người đã xuất hiện trong một vùng thiên địa rực rỡ. Đây là một thế giới động thiên với hoa thơm chìm hót, linh khí dồi dào. Rõ mắt nhìn quanh là trăm hoa đua nở. Nhưng nếu người nghĩ rằng những thứ này là kỳ hoa dị thảo, vậy thì sai mười phần. Chỉ vẫn ngừng đi tới trước một đóa hoa tươi đang nở rộ quan sát một chút rồi lắc đầu nói chỉ là hoa cỏ bình thường có một chút linh khí nhưng không phải linh thực linh thực chân khí không chỉ sinh trưởng trong hoàn cảnh dồi dào linh khí còn cần đặc tính bản thân phối hợp tuy hoàn cảnh của nơi đây không tệ nhưng thực vật lại rất bình thường chúng không phải linh thực mà chỉ là cỏ dại nhưng nếu nói không có linh thực vậy thì chưa chắc tân tiểu diệp đứng trước một cây hoa diên vĩ quan sát cẩn thận trên cây hoa diên vĩ này có ký sinh linh mộc nhưng đã bị lấy đi. Ký sinh linh mộc là một loại linh thực ký sinh hiếm thấy, có thể bám vào những thực vật có linh tính khác, hấp thụ linh khí. Chúng là tài liệu hảo hạng để chế tạo đan dược loại cố bản bồi nguyên. Đời đây cũng vậy. Thư vô đình bên cạnh cũng nói, mọi người nhanh chóng phát hiện biển hoa này có nhiều dấu vết ký sinh linh mộc nhưng đều đã bị lấy đi. Ninh giả chợt vui vẻ, không cần hỏi đây là công trình do công tôn điệp tạo ra. Tuy bị nhốt ở đây, nhưng công tôn điệp cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là thu thập tất cả những thứ có thể rồi tính. Quả nhân bọn họ đi dọc theo đường, chỉ thấy trong không gian này, hay là thứ trồng có giá trị đều bị lấy đi, chỉ để lại hoa cỏ bình thường. Vì vậy không ít người hùng hùng hồ hồ. Còn mẹ nó, suốt cuộc là ai nhanh chân nhanh tay như vậy, lấy hết đồ tốt của chúng ta rồi. Mẹ kiếp, đừng để ông đây nhìn thấy đấy không có lợi ích thì cũng không có tranh chấp. Ít nhất bây giờ đang là hòa bình. Mọi người đi dọc theo đường qua biển hoa tới một rừng tử trúc. Chính giữa rừng trúc là một cây cầu nhỏ. Dưới cầu là một con sông như giải lụa. Giữa sông còn có cá màu bạc đang bơi. Có người nhìn ra manh mối vui vẻ nói là ngân tiên ngư. Đây là bảo bối tốt đấy. Định đi tới bắt. Đám người ninh dạ không hề nhúc nhích. Ngân tiên ngư đúng là đồ tốt. Sau khi liền hóa con cá này có thể dùng để chế tạo pháp bảo từ lụa, khiến cho bảo vật càng linh động, nhiều biến hóa. Nhưng nếu công tôn điệp không động tới đầu trong sông, quá nửa là nơi sông có nguy hiểm. Thời khắc này, một gã cao to đã thi triển thần thông hút con cá trong sông lại. Hắn cũng khá là cẩn thận. Nhưng ngay khi con cá bay lên, từng chùm sắc màu bạc lóe lên khỏi con sông, xuyên thủng thân thể của tù sĩ kia. Tù sĩ kia chỉ lung lay vài cái rồi ngã thẳng xuống sông, một khắc sau, vô số con cá bơi tới, nháy mắt đã rỉa sạch máu thịt, thậm chí không để lại xương cốt của hắn. Một người cứ như thế biến mất trong dòng sông. Ngân Thi Ngư không đáng sợ, thứ đáng sợ là trận pháp trên mặt sông. Từ vô tình nói, sư phụ cẩn thận, không phải chỉ trên mặt sông có trận pháp, trên cầu cũng có trận pháp. Ừ, ta có cảm thấy là một trận pháp hệ quang nào đó. Minh Giả gật đầu đáp. Chỉ vẫn ngừng lại hỏi, có thể đi qua không? Ninh Dạ mỉm cười, đương nhiên, nhưng còn có cách đơn giản hơn. Nói xong, y điều khiển nguyên cực thần quang, một luồng pháp tắc đại đạo hệ quang đã vô thành phổ tức lan tràn. Trong thiên cơ điện, can tự bí chuyển động, bắt đầu phân tích trận pháp này. Những phương diện khác thì Ninh Dạ không dám nói, chữ bà thứ quang, ảo thuật, không gian là thứ Ninh Dạ am hiểu nhất. Trận pháp trước mắt có thuộc tính quang, vậy y không cách khí. Can tự bí còn có thể hỗ trợ cảm thụ đại đạo bố chỉ trận pháp. Chỉ trong thời gian ngắn, y đã phân tích xong xuôi trận pháp này. Một khắc sau, Ninh Dạ còng ngón tay búng một cái, trận pháp đã bị y loại bỏ. Trận pháp đã bị phá, chỉ vẫn ngừng vùng cánh tay, chỉ thấy vô số ngần tì ngừ và nước sông đã bay lên. Chỉ vẫn ngưng thuận tay ném trong một cái bình ngọc nho nhỏ, chỉ thấy tất cả ngân tiền ngư trong sông đã rơi vào trong bình. Thuận tay đẩy nắp bình lại, cô cười hì hì thu hồi rồi nói. Tuy không phải bảo bối quý giá gì, nhưng cũng coi như thu hoạch nho nhỏ. Ninh giả, phát trận vô thành vô tức. Mọi người không biết trận Pháp đã bị phá. Chỉ thế vừa rồi còn có người vì một con cá mà mất cả mạng. Lúc này lại đột nhiên có người lấy hết cá đi, lập tức ngỡ ngác. Thế này là sao? Đi thôi. Ninh giả lời biếng nói một tiếng rồi tiếp tục tiến lên. Mục đích của y lần này không phải là đi tìm bảo vật, mà là cứu người. quân hồ dường như bảo vật ở đây đã bị công tôn điệp cướp đi gần hết những thứ để lại kia chắc chắn sẽ có phiền phức những tu sĩ kia cũng lào nhào đi qua cầu theo qua cây cầu nhỏ lại thấy một khu nhà bên trong có vô số lầu cát nhà thủy tạ mọi người tới chỗ này bèn tự tách ra tìm kiếm bảo vật cho riêng mình năm người ninh giản lại chẳng hề để ý ninh giản lập tức thi triển vấn thiền thuật nhưng y còn chưa kịp suy tính đã thấy giữa sân nhà đột nhiên có tiếng nổ một cột nước bay lên trên không trung, mắt thành một tấm kính khổng lồ. Trong gương là một người ngồi xếp bằng, chính là công tôn điệp. Sao cô ấy lại ở trong gương? Vừa thấy công tôn điệp, chỉ vãn ngừng định đi qua. Ninh giả kéo cô nàng lại, đừng có vội hành động. Chỉ vãn ngừng đã để ý thấy sắc mặt ninh giả cực kỳ nghiêm trọng. Ninh giả, chẳng biết đây là cái gì sao? Ninh giả không nói gì, mà kéo đám người chỉ vãn ngừng lùi về phía sau. Thấy y như vậy. Năm người công tôn giả ý thức được không đúng, đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy công tôn điệp trong gương đột nhiên mở mắt, thấy ninh giả, ánh mắt lóe lên sát ý. Cô chỉ ninh giả và trì vãn ngưng, ai giết hai người kia, tất cả bảo vật của phong tình diệu pháp vô thượng thiên tôn ta chính là của người đó. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Mặt khác phong tình diệu pháp vô thượng thiên tôn là ai? Chứ từng nghe thấy tên. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người ninh giả cùng lúc ấy, linh giả vỗ tay lên mặt đất. Âm, um, một ảo ảnh đã hiện lên trong gian nhà, hóa thành vô số cảnh tượng. Chớp mắt đã bao phủ tất cả mọi người, khiến không ai biết mình đang ở đâu nữa. Đình giả kéo chỉ vãn ngừng nói, những người khác vào thiên cơ điện đi. Nói xong, đã thủ công tôn giả, tân tiểu diệp, thư vô ninh vào trong thiên cơ điện. Công tôn giả định nói, ông đây là vạn pháp đỉnh phong, có thể đánh được, nhưng linh giả mặc kệ hắn, trực tiếp cưỡng ép kéo vào trong điện sau khi vào trong thiên cơ điện, chỉ thấy thiên cơ đang cười ha hả với bọn họ. Các người tới rồi à? Trên bầu trời, một tia sét giáng xuống, bỏ qua ảo ảnh mà đánh thẳng xuống đầu ninh dạ và chỉ vãn ngưng. Hai người trực tiếp thi triển thoát ẩn thoát hiện tránh né. Chỉ thấy trên không trung bắt đầu ngưng tụ càng nhiều sấm chớp, từng nhát nối tiếp nhau, bổ xuống điên cuồng, cảm giác như phát điên, không giết chết bọn họ là không bỏ qua. Trì vãn ngưng thầm kinh hãi, vừa điều mạng chạy trốn vừa dùng tiếng lòng truyền âm cho ninh dạ thế này là sao vì sao công tôn điệp lại muốn giết chúng ta có phải là kẻ khác giả mạo không không cô ấy chính là công tôn điệp ninh dạ trả lời thế thì sao lại thế này chị vẫn ngừng đột nhiên hiểu ra điều khiển tâm thần là có kẻ khống chế tâm thần của cô ấy không sai ninh dạ tức giận nói chẳng trách cảm giác lần này lại quen thuộc như vậy hóa ra là động thiên mà tiền chó chết vòng thiền cơ lưu lại vong thiên cơ là ai? Tử địch của thiên cơ môn, vụ hủy diệt thiên cơ môn năm xưa, hắn là một trong những kẻ cầm đầu. Minh giả lớn tiếng đáp, tâm nguyện cả đời của tiền khốn kiếp đó là diệt trừ thiên cơ môn. Một trong những tiết mục tế lễ hàng năm của thiên cơ môn chính là nguyên rủa tiền khốn kiếp này. Ta hiểu rồi, người báo ra ngoài không phải công tôn điệp mà là tàn hồn bất diệt của tên này. Tên thật của phong tình diệu pháp vô thượng thiên tôn là phong thiên cơ, là đại năng thời thượng cổ ngoài ra còn một thân phận, chính là đệ tử bị tuổi khỏi thiên cơ môn. Vốn dĩ, hắn xuất thần thiên cơ môn, theo lời của bản thân thiên cơ môn, thiên cơ môn có ơn như tái tạo đối với hắn. Nhưng vòng thiên cơ, vong ơn phụ nghĩa, đụng các bí điển của tổng môn, cưỡng gian rồi giết chết sư vội tổng môn, ám toán sư phụ của mình, làm ác thế cùng cực, thiên cơ môn bị ép thành lý một hộ. Nhưng vòng thiên cơ bỏ trốn được, cuối cùng trở thành tử địch của thiên cơ môn, tranh đấu cả một đời. Tuy Ninh Giả không biết chuyện này thật giả ra sao, không thể chỉ nghe một phía được. Thời thượng cổ, thiên cơ môn ý thế lớn, từng tạo nghiệt không ít, tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì. Đồng môn đấu đá cũng chẳng thiếu đâu. Nếu như hỏi phong thiên cơ, không khéo sẽ có câu chuyện khác xảy ra. Ninh Giả không hứng thú với ẩn oán thời thượng cổ, mấu chút là người này hận thiên cơ môn tới tận xương tủy. Trong thời thượng cổ, kẻ này là đại năng cảnh giới nhân hoàng. Điểm cường đại nhất là lĩnh bí pháp về nguyên thần, diệt thần chú chính là do hắn sáng tạo ra. Không chỉ có như vậy, người này còn sáng tạo cho ký thần thuật, có thể bảo lưu nguyên thần phân liệt. Nguyên thần tu sĩ có lòng rời khỏi thân thể, tồn tại độc lập. Một khi cơ thể bị hủy, tuy nguyên thần có thể bỏ trốn, nhưng buộc phải đoạt xá, chuyển sinh hoặc ký thể ngay lập tức. Thế nhưng đoạt xá và chuyển sinh mang ý nghĩa từ bỏ tu vị trước kia, thậm chí còn trải qua việc mê man khi thải ngén, quên mất kiếp trước pháp thuật ký thể gửi vào vật cũng mất đi bản chất của sinh mệnh có lòng mà tiến bộ được nếu không có thứ gì để dựa dẫm cho dù là đại năng cảnh giới thứ bảy cũng bị thực lượng của thiên địa từ từ mài mòn và mà tiêu diệt còn cái thần thuật của kẻ này có thể đột phá giới hạn đó nguyên thần chia cắt ra không bị lực lượng của thiên địa ảnh hưởng tồn tại trong thời gian dài hình thành chân linh bất diệt vĩnh sinh bất tử năm xưa vòng thiên cơ đối nghịch với thiên cơ môn thiên cơ môn đã giết hắn tổng cộng hơn ba chục lần. Mỗi lần vong thiên cơ đều có thể quay lại, tiếp tục chế tạo phiền phức cho thiên cơ môn. Cuối cùng trở thành một trong những người tổ chức liên hợp môn phái trong thiên hạ, lật đổ thiên cơ môn. Trong lần quyết chiến đó, thiên cơ môn dùng thần thuật vô thượng truy bản nguyên, diệt trừ tất cả nguyên thần và vong thiên cơ phân tách. Nhưng cho dù như thế, thiên cơ môn cũng không dám chắc vong thiên cơ đã chết thật hay chưa. Vạn năm đã trôi qua, vong thiên cơ chưa từng xuất hiện trở lại. Cho dù thiên cơ môn cũng dần dần tin tưởng rằng vong thiên cơ đã chết thật, chỉ có mỗi lần đại điển tế tổ là lại chửi bắn cho theo thói quen. Vì vậy, Ninh Giả hiểu rất rõ về cái tên này. Chỉ vẫn ngưng được Ninh Giả truyền công, trên cơ thể hai người đều có thiên cơ tâm pháp. Tàn hồn của vong thiên cơ cực kỳ quen thuộc với thiên cơ tâm pháp, vì vậy trực tiếp phát động tất cả công kích nhắm vào hai người. Thời khắc này, thiên địa huy hoàng, thiên uy cuồn cuộn từng luồng xâm xét từ trên trời bổ xuống như là thiên kiếp giáng thế ảo thuật của ninh giả có thể mê hoặc được những người khác chứ không thể mê hoặc được ý chí tàn hồn của đại năng thượng cổ chuyện này khiến cho ninh giả vừa chật vật bỏ trốn vừa bái phục sinh mệnh lực kinh người của kẻ này đã nhiều năm như vậy rồi mà tên này vẫn bất tử thậm chí ngay cả động phủ cũng giữ được một phần uy lực nhưng cũng may vận đổi sao rời uy lực của động phủ suy giảm đã lâu. Kiếp lôi trên bầu trời tuy hung hăng, nhưng uy lực lại không cường đại như biểu hiện. Bản thân tàn hồn còn không thể xuất thủ, chỉ có thể thông qua công tồn điệp. Cũng mạnh đình giả biết, tàn hồn chỉ khống chế tâm thần của công tồn điệp, chứ không phải là đoạt giá. cũng không phải là công tôn điệp luôn kháng cự đến tận bây giờ, mà là tàn hồn này vốn không có năng lực đoạt giá. Tàn hồn bất diệt, nhưng cũng vì thế mà thành bất dung, chỉ có thể tự trưởng thành chứ không thể đoạt xá của kẻ khác nhưng kiếp lôi lại mang tới một phiền phức khác những tu sĩ kia bọn chúng ở đó áo cảnh mê hoặc tầm mắt nhưng không mê hoặc được kiếp lôi trở thành chỉ dẫn trong áo cảnh có tu sĩ nhanh chóng lao về phía của ninh giả Diệt y có thể nhận được tất cả bảo vật của vong tình diệu pháp phù thượng thiên tồn này cho dù không biết kẻ này là ai nhưng có lợi lộc là được soạt trên đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bổ xuống tu sĩ liệt châu xưa này luôn đi theo con đường cường mãnh sát phạt ra tay rất đơn giản nhưng vô cùng ác liệt Đam này chém xuống mang theo khí thế phá hủy sơn hà cho dù là một ngọn núi cũng phải bổ ra muốn chết à trong mắt của chỉ vạn ngừng lóe lên sát ý phòng vũ tiểu tường kiếm đã xuất thủ phòng vần biến ảo ngừng tụ ra ngàn vạn vầng sáng chợt hội tụ thành một điểm dưới thối thúc của thái thành thần thủy quyết thần kiếm tỏa ra uy lực một luồng kiếm khí sắc bén xé tan cả không trung. Đao thế của tu sĩ kia tùy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống được nhát kiếm có thần khí bổ trợ của chỉ vãn ngưng. Chỉ thấy kiếm khí đầm xuyên qua tim, đao quang biến mất, thân thể tu sĩ kia lùng lầy một cái rồi ngã huỵch xuống đất. Nhưng càng nhiều tu sĩ lao tới, ai đấy còn nền dạ và chỉ vãn ngưng như đại địch. Giết người được bảo vật, quy tắc thành máu của tu trần giới bộc lộ cực kỳ rõ ràng. Ninh dạng, bất đắc dĩ lắc đầu vốn dĩ ta không định đại khải sát giới sao phải tự tìm đường chết như thế nguyên thần cực quang trên cổ tay bay lên hóa thành vô số điểm sáng tu vì của đình dạ tăng cường bây giờ y vận dụng nguyên cực thần quang cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn nhưng điểm sáng này rơi vào lưu quang nguyễn thải đao trong tay ninh dạ Ninh dạ giơ đao chém ra anh đao vô tận lũ lượt tuôn ra đánh vào người của tu sĩ đang sống tới như vầng mặt trời xua tan tuyết trắng tất thể hàng loạt tu sĩ thể chất cường đại kia bắt đầu hòa tan. Sát thế đao. Khác với sát khí đào, sát thế đao chú trọng ở thế, thế vườn tới đầu lực chạm tới đó. Sát thế vô biên ngừng tụ ánh đao, vậy uy lực đã đền bù thiếu hụt của ngừng quang thành nhận. Đám tu sĩ cảnh giới hòa luân chỉ vừa đối mặt đã lập tức chết sạch. Chỉ có tu sĩ cảnh giới vạn pháp mới có thể đối phó được. Một khắc sau, khi chỉ thấy đủ loại pháp thuật phòng ngự, bảo vật hộ thân dồn dập xuất hiện, bộc độ ủy lực giữa không trung chỉ tiêu ngưng quang thành nhận của ninh giả nhưng thủ đoạn của ninh giả đâu chỉ có vậy y đã đại khai sát giới cho nên thẳng thắn dốc toàn lực ra lên cho ta ninh giả đập một tay vào hư không ao 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 trên bầu trời xuất hiện vô số xiềng xích phong tỏa thiên địa không ngờ lại hình thành nên một không gian độc lập chính là ngăn cản thiên địa của tăng thiên ngục nhưng ninh giả chỉ thấy được hai mảnh vỡ không thể hiện với hình thức thiên ngục mà xuất hiện với hình thức diện xích. Dù vậy, các tu sĩ cũng cảm thấy năng lực cảm ứng của bản thân với linh khí trong tiền địa này đã giảm xuống một cấp. Uy được của tất cả pháp thuật và bảo vật đều giảm sút đột ngột. Sau đó, một đợi đao rất dài xuất hiện trên bầu trời. Đây là một thanh đao rách nát, nhưng có vô số mưa ánh sáng hội tụ trên thần đao, bù đắp khiến cho kiếm quyết, đình giả lơ lửng trên không trung, chỉ tay xuống dưới, chém. Đoạn lòng đào chém xuống, đến nên người một tu sĩ vạn pháp. Tu sĩ vạn pháp kia lập tức thì triển bày tám loại pháp thuật phòng ngự, nhưng vẫn không thể chống cự. Chỉ thấy đợi đào gãy quét ngang bầu trời. Tu sĩ vạn pháp đã đầu thân lìa ra hai nửa, nguyên thần cũng bị diệt trừ, chớp mắt đã tử vong. Nhưng những tu sĩ kia cũng chẳng dễ đối phó. Một tu sĩ cảnh giới vạn pháp tế lên một chiếc thước ngọc. Thước ngọc xoay tròn rồi phóng đại, đánh về phía đầu của ninh giả. Nhìn thì đơn giản, nhưng ninh giả cảm thụ được, nếu đoàn này đánh trúng, e là mình sẽ chết. Nhưng nghi chẳng hề để ý, trong cơ thể xuất hiện thiên cờ điện, trong điện ầm ầm duỗi ra vài bàn tay vào đen, lại kéo tu sĩ vạn pháp kia vào trong thiên cơ điện. Tu sĩ vạn pháp kia vừa vào trong thiên cơ điện đã bị vây cầm, đồng thời trì vãn ngưng vung tay, một lần nước đen như mực đã bao phủ lấy nước ngọc. Sau đó phòng phủ tiểu tường kiếm lại phung lên, vừa vãn lúc này kiếm đôi trên bầu trời lại sáng xuống bị trị vạn gừng dẫn dắt đánh về phía đám người kia Tổng pháp hệ thủy của trị vạn gừng giỏi về biến hóa nhưng về ẩn nấp và bỏ trốn cũng thiền hướng mượn lực đả lực dùng nhu của thủy phá các linh lực khác cho dù cô cũng biết những thủ đoạn mà ninh giả biết nhưng tính cách theo đuổi bất đồng phương hướng phát triển cũng bất đồng vì vậy cùng là cầu Thiên thần thuật bi pháp mà trị vạn gừng sử dụng khác hẳn với ninh giả ninh giả chú trọng sát phạt còn côn nhắm vào khống chế thời khắc này dẫn dắt kiếp lôi chỉ vãn ngừng vẫy tay với thiên cơ điện trong thiên cơ điện xuất hiện một số yêu thú những yêu thú này đều do tình ta bồi dưỡng trưởng thành trong thiên cơ điện nhưng thực lực quá thấp kém còn đối thủ của bọn chúng lại rất cường đại vì vậy bình thường đinh dạ cũng chẳng buồn sử dụng chỉ vẫn ngừng đại khác, lúc này gọi điện hơn trăm yêu thú tuy chỉ có cảnh giới hoa luân nhưng chỉ vãn ngưng để vung tay hàng loạt tiền hoa rời xuống tiếp đó lại có nước suối từ trong thiên cơ điện tuôn trào, bất diệt tuyền. Thay thành thần thủy quyết, yên bà vụ ấn thần thông, tất cả cùng xa trị trên người đám yêu thú kia, khiến cho chúng gầm thét dữ tợn, tốc độ lại càng nhanh chóng hơn. Hàng trăm loại pháp thuật đánh lên người bọn chúng, nhưng chỉ tạo ra từng quần sáng lấp lánh như là nước. Ngẫu nhiên cũng có yêu thú bị thương, nhưng được bất diệt tuyền nhanh chóng chữa trị. Đồng thời yêu thú điên cuồng lao về phía đối thủ. Chỉ chớp mắt đã tạo thành một trận đại chiến sinh tử tàn khốc. Những yêu thú này cực kỳ hùng dữ, còn có độc kinh cức, cho dù tu sĩ cảnh giới phạn pháp trúng đòn cũng rất phiền toái. Trong lúc nhất thời bị ép tới mức tay chân luống cuống, còn ninh giả vừa xuất thủ vừa không ngừng kéo người, y là chủ nhân của thiên cờ điện, hiểu rất rõ tình hình bên trong điện. Bên phía bọn không tồn dạ vừa giết chết một tu sĩ phạn pháp, ninh giả lại kéo người khác vào trong, phát huy phương pháp phân chia vô cùng nhuẩn nhuyễn chính hắn và Trì Văn Ngưng lên mượn ảo trận không ngừng lần tránh, giết kẻ yếu. Lúc này đám tu sĩ kia mới phát hiện, hóa ra không phải mình truy sát con mồi là sát thần khủng khiếp vô cùng. Sao lại, sao lại như vậy chứ? Rõ rằng bọn chúng chỉ có cảnh giới hoa luân thôi mà. Một tu sĩ vạn pháp kinh hãi thét lên. Tuy bị ảo cảnh ảnh hưởng, bọn chúng không thể nhận ra gương mặt thật của đối thủ, nhưng có thể cảm giác được đối thủ chỉ có cảnh giới hoa luân mà thôi hai tu sĩ hoa luân mà giết chết nhiều người bên cạnh bọn họ như vậy ép cho đám người chỉ có thể tự bảo vệ đúng là lật đổ nhận thức của đám người này đó là vì các người quá yếu chỉ vẫn ngừng đã ném ra hàng loạt phụ chú những phụ chú này đều được thư vô ninh chế tạo lại được vô thiên thủy tăng cường bay ra phần phật. chỉ thể khắp nơi trên bầu trời đầu đầu cũng là đao quang kiếm ảnh lấp lóe như xào băng Đã có lồng phòng ngự kim quang ngăn cản công kích cả công lẫn thủ gió thổi không lọt. Đúng lúc này, một luồng huyền quang đột nhiên xông tới phòng phòng ngự kim quang kia. Phòng phòng ngự do phủ lục tứ phẩm hình thành lại bị huyền quang đánh nát. Một bàn tay màu đen xé tan hư không trộm tới. Đường theo đó là giọng nói trầm trầm. Bọn chúng yếu, chứ đã phù không yếu. Cẩn thận, hạc viêm lão nhân. Chỉ vẫn ngừng kêu lên. Kẻ này là vãn pháp đỉnh phong. Xét theo tu vi, thì hắn là kẻ mạnh nhất trong số tu sĩ lần này thực lực bản thân cũng không phải chuyện đùa. Bàn tay lớn từ trên trời sáng xuống, ngày lúc sắp tóm được ninh dạ, ninh dạ lóe lên một cái, đã biến mất không còn tổng tích. Nhưng một khắc sau, y xuất hiện, bàn tay đen kia lại đuổi theo như hình với bóng. Ninh dạ di chuyển tới bảy tám lần mà không thể thoát khỏi. Ninh dạ và hát viêm lão nhân cùng ồ lên kinh ngạc, rõ ràng đang ngạc nhiên vì thủ đoạn của đối phương. Thấy không tránh được, Ninh dạ cũng hạ quyết tâm, giờ ngó tay điểm ra, mẹ kiếp nó chứ. Chỉ thiên thuật. Thần thuật cường đại bắt nguồn từ cửu thiên thần thuật của thiên cơ môn, cũng là thần thuật sát phạt duy nhất. Lúc này đã được ninh giả thi triển ra. Khoảnh khắc đó, chỉ trào và chạm vào nhau, bàn tay đen kia hóa thành cho bụi, tiêu tán không còn tầm tích. Nhưng đồng thời một ngọn lửa đen bùng lên, đốt cháy ngón tay của ninh giả. Đáng sợ nhất là, ngay cả nguyên thần của ninh giả cũng bị ảnh hưởng theo. Phải biết bây giờ y mới chỉ là hoa luân, sức đề kháng của nguyên thần còn yếu. Nhưng một khắc sau, bất diệt tuyền tuôn ra, ngọn lửa trên đầu ngón tay của ninh dạ thắt lịp, ngón tay mất đi đã sinh trưởng, nhưng thường tích về nguyên thần thì trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Học viêm lão nhân lại càng thảm hơn, hắn không có thần vật như bất diệt tuyền, bàn tay đó không còn là hoàn toàn không còn nữa, Ừ. học phim đạo nhân kêu gào thảm thiết. Sao lại như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Là ai? Kẻ tới để giết ngươi. Đưa quang huyễn thải đào của ninh giả lại chém xuống. Lần này không phải ngừng quang thành nhận, mà là ngưng tượng. Ao cành trong hư không, tất cả ảo ảnh như sống lại. Mỗi đo hoa, mỗi cọng cỏ, mỗi hạt cát, mỗi gốc cây đều là công kích, liên cuồng đánh ra giữa ánh sáng rực rỡ muôn màu. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ninh giả hiện tại, hóa hư thành thực nhưng chưa từng sử dụng ra. Có điều hôm nay lại cho hắc viêm lão nhân cảm thụ một phen. Khoảnh khắc đó, hắc viêm lão nhân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đang đối địch với bản thân. Toàn bộ thế giới đều đang chống lại hắn. Tất cả đều tấn công về phía hắn. A a a. Hắn kêu gào điên cuồng. Lực lượng huyền thần tỏa ra, từng luồng pháp thuật bộc phát. Còn lửa bầu đen của kẻ này cực kỳ cường đại. Tất cả những gì tới gần hắn đều bị lửa đen thiểu đốt, hóa thành tro tàn, nhưng ảo ảnh vô tận, công kích vô hạn, thật thật giả giả, khó lòng phân biệt. Giống là người như hát viêm lão nhân, tay không đối địch với trời đất, còn thiên lôi chỉ dẫn cũng vô dụng. Hắn xuất thủ như điên như dại, còn khiến cho những người khác bị ảnh hưởng. Vậy mới đúng chứ, đây mới là thuật ảo cảnh đấy. Khi ảo cảnh ngưng tụ thành thật, không còn chia ra thật giả. Tuy biết là giả, nhưng không thể không đối mặt. Âm âm âm. Nơi ngọn lửa đen quét qua, từng tu sĩ hóa thành tro bụi, nhưng mặc hắn phá nát cả vạn cảnh tượng, ao cảnh vẫn cuồn cuộn không ngừng, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận. Hắc viêm đạo nhân tiêu diệt không biết bao nhiêu ảo cảnh, biết không biết bao nhiêu người, hắn chỉ điều mạng tấn công, mãi tới khi dầu cạn đèn tắt, sức cùng lực biệt. Tay chỉ chậm lại một chút, một luồng kiếm quang đã đâm trúng ít hầu của hắc viêm đạo nhân, chiều kiếm chém đứt cổ này không đáng sợ. Đáng sợ là kiếm này thậm chí còn dính chặt lên nguyên thần của hắn, nên cho nó không thể bỏ chạy. Chỉ thiền kiếm. Phòng vũ tiểu tường kiếm của chỉ vãn cưng rút khỏi cổ họng của hắc viêm lão nhân. Hắc viêm lão nhân vẫn còn lẩm bẩm, ta không tin. Hắn không tin hai tên tiểu bối lại có thể giết chết mình trong tình thế như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn ngã thẳng xuống dưới. Cú ngã này không khiến cho đám tu sĩ còn lại lạnh buốt. Những tu sĩ sống nhìn nhau, kêu gào ầm ý, đồng thời bỏ chạy. Không còn một chút chiến ý nào nữa trên không trung kiếp lôi vẫn đang tiếp tục, nhưng không được tu sĩ phụ trợ, nên uy lực của kiếp lôi đã hoàn toàn vô nghĩa. Ninh dạ nhìn lên bầu trời thở dài nói, hận thù của kẻ này đúng là khủng khiếp đấy. Xem ra, không thể chờ tới lúc hắn ngừng tay. Này, có cách nào cứu người không? Cách thì cũng có. Ninh dạ đột nhiên ngừng lại, nhìn mây mù xa xa, sắc mặt trầm xuống, đi ra đây. Sau đó có một người đi ra, chính là Tần Thị Nguyệt, cô ta mỉm cười nhìn đinh giả đúng là không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn tu luyện thần thông mạnh như vậy ninh dạ lạnh nhạt nói ngươi là ai ta không quen ngươi Tân Thì nguyệt lắc đầu ninh dạ thu hồi ảo thuật của ngươi đi tuy người trẻ giấu tướng mạo thay đổi âm thanh nhưng người không lừa được mắt ta ta biết phong tình diệu pháp vô thượng thiên tôn là ai ảo ảnh bị tiêu trừ lộ ra hình dáng của ninh dạ y vẫn ung dung nhìn Tân Thi nguyệt chiến đấu đã nổ ra có mà giấu được một số thủ đoạn ây da, người nói đi ta có nên giết người diệt khẩu không đây tần thị nguyệt cười nói này không cần dọa tan như vậy không thấy ta đẩy những người khác đi rồi sao nói xong cô nàng đi tới dừng lại trước mặt mình dạ quan sát y rồi nhìn sang phía chỉ vãn ngưng đột nhiên thấy hiếu kỳ tàn hồn của vong tỉnh thiền tồn chỉ có cảm ứng với thiền cờ tầm pháp thôi sao hắn lại còn muốn giết cả ngươi nữa chẳng lẽ người cũng là người của thiên cơ môn không thể nào người gia nhập hắc bạch thần cùng trước khi thiên cơ môn bị hủy diệt cơ mà. chỉ Văn Cưng vừa thi triển màn chắn chống lại kiếp lôi vừa trả lời, liền quan quái gì tới người chứ. Tần Thiên Nguyệt mỉm cười nói, xem ra chắc là ninh dạ truyền thiên cơ tầm pháp cho ngươi. Vừa rồi ta thấy có cung điện mơ hồ xuất hiện, nếu không phải do ảo ảnh thì thiên cơ điện nào? có thể cho ta xem thử một chút không? Ninh dạ lắc đầu không nói gì. Tần Thiên Nguyệt nhíu mày, người không định hợp tác với ta thật sao? Liệt Châu có khá nhiều mảnh vỡ tiền cờ điện đấy. Câu này rốt cuộc cũng khiến Ninh Giả trùng động. Người muốn hợp tác với ta ư? Hợp tác kiểu gì? Tân Thị Nguyệt mỉm cười nói. Rốt cuộc cũng động lòng rồi sao? Hợp tác cái gì thì tạm thời không gấp. Trực lúc đó cần người giết một người giúp ta. Là ai? Hạ Văn Thư. Giết hắn à? Ninh Giả ngạc nhiên. Chẳng phải hắn là đồng bọn của ngươi sao? Đúng vậy. Tân Thị Nguyệt nói. Người giết hắn sau đó còn phải thừa nhận với bên ngoài là người làm. Còn mẹ nó, sao nghe việc này có vẻ quen quen thế nhỉ? Hình như năm xưa, mình cũng chơi trò này với Vương Sâm thì phải. Nên dạ không ngờ, lại có ngày bản thân mình cũng thành người gánh tội giúp cả khác. Thì cười nói, vì sao ta phải đáp ứng với người chứ? Người vừa phát hiện thân phận của ta, chắc chắn bây giờ chưa kịp bố trí bất cứ hậu chiêu nào. Chỉ cần giết người thôi, là ta bảo vệ được bí mật rồi. Thế nhưng người khác thì sao? Bọn họ không thấy mặt ta, cũng chưa từng thấy thiên cơ điện. Thiên hạ có rất nhiều tiền pháp, nói miệng không có bằng chứng thì không có gì uy hiếp đâu. Tần Thịnh Nguyệt như đang suy tư, gật gật đầu, nghe cũng có lý đấy. Như vậy cũng được, nếu người muốn giết ta, bây giờ có thể giết rồi đấy. Nói xong cô ta ngửa đầu lên như định giơ cổ cho y chém. Đinh dạ và trì vãn ngừng lại hơi sừng sốt. Xưa nay hai người làm việc ân oán rõ ràng, tự có giới hạn của bản thân. Tần Thình Nguyệt muốn dùng thân phận bí mật để đe dọa bọn họ, thì bọn họ có trực tiếp giết chết cũng chẳng thấy anh ấy gì. Một phản pháp sơ kỳ càng không có gì uy hiếp. Nhưng bây giờ, Tần Tình Nguyệt lại thể hiện thái độ mặc người xử lý. Ngược lại, hai người không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh giả lại nói, người điên rồi à? Tần Tình Nguyệt không nói câu nào, chỉ nhắm mắt trả lời. Đừng có nhìn nhằng nữa, muốn giết thì giết đi. Chị Văn ngừng trừng mắt, cứ tưởng bà đây không dám chắc. Nói xong đâm kiếm tới, Tần Thị Nguyệt thật sự không né tránh. Kiếm đâm tới yết hầu, tạo thành một cái lỗ trên cổ Tần Thị Nguyệt, nhưng chỉ tiêu lực, chứ không có phát. Thường thế tùy lớn, nhưng về bản chất chỉ là vết thương da thịt. Tần Thị tân thiên Nguyệt nhị trì vãn ngưng, chỉ có chút bản lĩnh này thôi à, đây là thần kiếm mà còn không giết chết được ta ư. Người... Chỉ vẫn ngưng bị cô nàng chọc giận tới mức hoàn toàn run rẩy, Nhưng trùng quỳ vẫn rút kiếm, nói với Ninh Dạ, ta không làm được máu tươi phun ra từ cổ họng của trì vãn ngưng ninh giả thật sự không nhìn nổi điểm vài cái hư không rồi cầm máu cho cô ta được rồi ta phục ngươi rồi tính ta thích mềm không thích cứng người thắng rồi mấy năm quan đình giả tung hoành ngang dọc ngay cả đại năng phù cấu cũng bị y trêu chọc hiếm lắm mới có lần đầu tiên phải nói người thắng rồi tân thiên nguyệt mỉm cười thắng rồi thì giết chết hạ văn thư giúp ta sau đó nói chuyện hợp tác người đang ép ta làm việc không công cho người chắc. Nhưng chết người mà thôi mà, Ninh Giả cũng chẳng để ý đến. Y nói, ta có thể đáp ứng nhà ngươi, nhưng đầu tiên phải chờ ta cứu công tồn điệp đã rồi tính. Tân Tình Nguyệt lập tức nói, ta có thể giúp ngươi. Thế này là trả ân tình à? Ninh Giả nói, ta sẽ không cảm ơn người đâu. Chị vẫn Gừng chống màn bảo hộ, tức giận nói, muốn cứu người thì nhanh tay lên đi, chồng đã sớm xét bổ xuống thế này, mệt lắm. Một khắc sau Ninh Giả đang ngồi xuống, ta sẽ thành lập liên hệ tâm thần với công tôn điệp, các người bảo vệ ta. Công tôn điệp bị khống chế tâm thần, muốn cứu cô nàng thì phải bắt đầu từ hướng này. Cũng may bây giờ tu vi của y đã được tăng cường, cầu thiên thần thuật cũng càng cường đại hơn. Cho dù không tiếp xúc với công tôn điệp cũng có thể tiến vào được. Thời khắc này tâm thần trực tiếp liên kết với công tôn điệp, quả thật nhận được hồi âm, xong người lại đến đây. Đây là suy nghĩ của công tôn điệp. Đình giả tức giận nói, ta mà không đến thì sớm muộn gì người cũng chết ở đây mau dẫn ta vào thức hải của ngươi đi công tôn điệp cũng tức tối đáp lời không ngươi đừng tới đây nó chiếm giữ thức hải của ta ta đang bị nhốt ngươi mà vào thì cũng bị nhốt như ta thôi ninh dạ nói không sao đâu tâm thần vận chuyển một khắc sau đã cưỡng ép chui vào thức hải của công tôn điệp chỉ thấy xung quanh là một nhà giam bằng tia điện công tôn điệp đang ôm đầu gối ngồi trong nhà lao thấy ninh dạ xuất hiện lập tức kêu lên sao ngươi lại đi vào? Lần này phiền phức to rồi. Chỉ nghe bên trên lao tù, có một âm thanh mừng rỡ. Ha 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 ha, và lồng giam của ta là tù nhân của ta. Sau đó một gương mặt trắng khổng lồ lại xa lạ xuất hiện, như ma thần chiếm cứ bầu trời, che phủ cả không trung. <laughs> Linh giả mỉm cười, vòng tiên cơ, ngươi đừng đắc chí thì hơn, ngươi chỉ là tàn hồn thôi mà. Tuy có năng lực bất diệt, nhưng không thể đoạt xá. Trong thế giới này, người vĩnh viễn chỉ là khách, không thể làm chủ được. Phong Thiên Cơ cũng không lấy làm lạ vì Ninh Dạ biết chuyện này. Hắn và Thiên Cơ Môn giao chiến đã nhiều năm. Hai bên lấy giải rất nhiều bí mật của đối phương. hơn một tiếng rồi nói Đạo của thiên hạ có lấy cũng có bỏ. Linh hồn của ta là bất diệt. Tạo hóa vĩnh sinh. Chỉ cần ta ra khỏi nơi đây. Trần Đình quay về thiên địa là có thể từ thần nhập tiên. Tù được thần sinh. Các người có là đá cây trần cho ta cũng tốt. Nói xong mây gió chợt nổi lên. Trong hiện thực xét đánh càng điên cuồng. Chị vẫn cưng đang chặn lùi kiếp Đột nhiên lại thấy uy lực của sấm sét Trên bầu trời tăng cường Bị dọa cho nhảy dựng lên Này, mau giúp tạm một tay đi Tân Tinh Nguyệt hư một tiếng Hải thành loàn đào sầu lưng đột nhiên xuất hiện trên tay Chém lên công trung Lôi quang về anh đào của cổ tà chém tan Lời của cực chiến đạo Quả nhiên hệt như cách hành sự Giờ này, bọn họ đều là loại người Cường hãn cứng rắn Lúc phòng thủ cũng là dùng công đấu công Nhưng lúc này phía xa lại có một đám người xuất hiện lại là ngũ thiếu ba và hạ văn thư phía sau còn có mười hai thiết kỵ của thiên mã sơn trang đám người này cũng thật gian xảo lúc trước nền dạ và chỉ phản ngưng đại chiến bọn họ không dám ra tay chờ khi xong êm gió lặng lại vòng về các phù hợp với tác phong Lục người tham lam thì ta sợ hãi Lục người sợ hãi thì ta tham lam thấy nền giả. hai mắt của ngũ thiếu ba sáng rực lên hình như hắn đang quyền thần xuất khiếu hạ văn thư lấy làm lạ tu vì hoa luân làm sao nguyên thần xuất khiếu được chỉ ít cũng phải có cảnh giới vạn pháp mới làm được chứ mà kệ nó cứ giết chết rồi tính ngũ tiêu bà nói hắn vung tay mười hai thiết kỵ sau lưng đã lao ra khi đám người chỉ vãn cưng bị tập kích ở bên ngoài trong thức hải của công tôn điệp một trận đọ sức cũng chính thức triển khai nhưng ở nơi này là ninh giả tấn công từng luồng công kích đánh lên lồng giam bằng ánh điện kia ninh giả đang thử nghiệm mở lồng giam nhưng mặc cho y công kích ra sao đều không thấy hiệu quả gì. Công tôn điệp bất đắc dĩ nói, vô dụng thôi, nơi này là thức hải, tất cả công kích đều là hư ảo thôi, chỉ so đấu về nguyên thần. Ta biết, Ninh Giả trả lời, bây giờ Ninh Giả, Công tôn điệp mới có cảnh giới hòa luân, nguyên thần chưa được cường hóa, chẳng qua dựa vào liên kết tâm linh mới có thể đi vào thức hải của cô. Nhưng lực lượng nguyên thần kém xa phong thiên cơ. Trong tình huống đối đầu bằng nguyên thần, Ninh Giả và Công tôn điệp cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ dựa vào địa lợi, vòng thiên cơ không thể phát huy năng lực thật sự, bằng không hắn có thể dễ dàng áp đảo bọn họ. Nhưng ninh giả lại dám đến đây thì cũng có nắm chắc. y nói, vòng thiên cơ, người có mạnh mấy cũng chỉ là một luồng tan hôn mà thôi. Thiên cơ muốn tranh đấu với người đã bao nhiêu năm, hai bên đều hiểu về nhau, ta biết nhược điểm của ngươi là gì, người tưởng chỉ có vậy đã nhốt được ta chắc. Phòng thiên cơ cười ha hả, Ta biết các người biết nhược điểm của ta, không sai. Anh tình bất diệt của ta không thể đoạt xá, vĩnh viễn chỉ là kẻ ở nhờ. Bất luận bản chủ quỳ vị hay là bí thuật nguyên thần đều có thể đối phó với ta. Nhưng các người làm được gì nào, không có thực lực, dẫu có biết được nhược điểm cũng vô dụng thôi. Phong thiên cơ không tùy ý khống chế. Hắn thấy công tồn điệp chỉ có tù vì hoa luân nên mới dám cưỡng ép, tù hú chiếm tổ chìm khách. Cho dù không thể đoạt xá cũng có thể tạm thời khống chế cô mượn thân thể của cô để phát động đại trận nhưng hắn cũng không ngờ trong tình huống này mà ninh giả vẫn có thể cưỡng ép tiến vào được thức hải nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh và ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn